Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Cưng Audio. Và ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ giới thiệu đến cho các bác một bộ cấu hình hát karaoke gia đình rất là tuyệt vời của hãng CAVS. CAVS là một trong những cái hãng audio của Mỹ hiện nay đang được rất là nhiều người ưa chuộng, bởi vì là giá thành thì ở mức tầm trung nhưng mà chất lượng thì lại ngoài sự mong đợi. Và bộ cấu hình này thì bao gồm những cái thiết bị nào thì em mời cùng các bác cùng theo dõi đi vào chi tiết từng các cái thiết bị của bộ cấu hình này. Đầu tiên thì em Quỳnh sẽ giới thiệu đến cho các bác cặp loa rất là nổi tiếng của hãng. Con này là model ATV12, được rất nhiều bác yêu thích và sử dụng. Các bác nhìn thiết kế của cặp loa này sẽ là vát về phía sau như thế này nhé. Và bên trên sẽ được phủ một cái lớp sơn sần như thế này. Đó. Và thiết kế đằng trước driver của loa. Con loa này được thiết kế một loa bát 30 và một loa chép kèn ở phía trên như thế này. Bên ngoài thì lại e căng kim loại thưa. Bên trong có một lớp mút này có thể là bảo vệ chống bụi bẩn trong thời gian các bác sử dụng. Và con này kích thước của nó ở chiều dọc này sẽ rơi vào khoảng là 60 cm, chiều sâu của nó sẽ rơi vào khoảng là gần 40 cm, và chiều ngang này sẽ tầm khoảng là 36 cm. Và các bác ở nhìn bên ngang, bên ngang sẽ có hai cái tay cầm như này, giúp các bác có thể là dễ dàng vận chuyển hơn, di chuyển hơn. Các bác lưu ý một điều là con này sử dụng công nghệ từ Neobi. Công suất đầu vào của nó là 500W và maximum sẽ là 2000W, trở kháng là 8 ohm. Và hiện tại thì giá của con này bên em đang là 14 triệu đồng. Nếu các bác nào có quan tâm đến nội thất bên trong thì các bác có thể là vào trực tiếp kênh của cửa hàng nhà em để có thể xem. Bên em đã có video sâu về nội thất của con này rồi. Tiếp theo thì em Quỳnh sẽ giới thiệu đến cho các bác con đẩy CAVS model DF2800. Đây là một trong những cái model mới nhất mà hãng vừa mới cho ra mắt trong năm nay. Về thiết kế thì các bác nhìn thấy này, con này được sơn một cái lớp sơn đen nhám, nhìn trông rất là khỏe khoắn. Và cái tay cầm di chuyển này các bác nhìn thấy rất là chắc chắn luôn. Phía trước thì có những cái ô thoáng như này, được thiết kế bằng kim loại thưa nhỏ ở phía dưới này. Đó, còn về cái nút nguồn các bác nhìn này, sáng loáng luôn. Hai cái nút điều chỉnh âm lượng kênh A và kênh B. Đây, có những cái đèn báo tín hiệu cho các bác dễ dàng điều chỉnh. Và con này công suất thổi ra của mỗi đầu là 800W trên một kênh, phù hợp với rất nhiều dòng loa đứng, loa nằm, loa full. Và hiện tại thì con này bên hãng đang báo giá là 11.600.000. Và nếu các bác muốn sở hữu con này thì có thể liên hệ cửa hàng em để được nhận cái giá cực kỳ là ưu đãi. Đó. Còn phía trên này em giới thiệu với các bác, đây là một con Vanker model K3000. Đó, các bác nhìn thiết kế này, nhìn qua một chút này. Thiết kế rất là nhỏ nhắn, xinh xắn luôn. Có các cái nút điều chỉnh như này, Effect, Mix, Music. Và các bác có thể là điều chỉnh tay ở bên này. Đây, các bác điều chỉnh theo cá nhân hóa của bản thân mình nhé. Các bác thích điều chỉnh như nào để có echo này, reverb này, effect. Và có một cái màn hình nhỏ ở phía trước này để các bác có thể theo dõi được các cái thông số mà các bác điều chỉnh. Và hiện tại thì con vang này bên em đang báo giá là 2,5 triệu đồng. Còn phía trên này thì các bác nhìn thấy, đây là bộ mic T4S, là một trong những cái sản phẩm rất là hot hit rồi, được các bác yêu thích sử dụng và hàng ngày nhà em thì đi con này rất là nhiều luôn. Con này thì là một trong những cái mic rất là thông minh. Nếu các bác có tìm hiểu chi tiết thì các bác có thể lên kênh của chúng em để xem chi tiết về con này. Và hiện tại thì con này bên em đang báo giá là 3 triệu đồng. Và thiết bị cuối cùng mà em Quỳnh muốn giới thiệu các bác trong bộ cấu hình karaoke này, đó chính là một chiếc súp. Các bác nhìn thấy đây, đây là một chiếc súp sử dụng bát 30, đánh úp gầm. Và nếu các bác nào thích cái giải trầm của mình nó thật là uy lực, mạnh mẽ thì chiếc súp này là một trong những cái thiết bị không thể thiếu được trong cái bộ cấu hình này. Và hiện tại thì chiếc súp bên em có giá là 6 triệu đồng. Các bác có nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép, các bác có thể liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại ở biển xanh đây. Và sau đây thì em Quỳnh sẽ hát một đoạn karaoke để cho các bác có thể tham khảo, và các bác có thời gian có thể qua trực tiếp cửa hàng để giao lưu và trải nghiệm trực tiếp cái bộ cấu hình này cũng như là các cái sản phẩm audio khác. Bye.